mà xong rồi có một lần khi mà mình thôi miên thì mình nhìn thấy hình ảnh cái người bạn đời của mình ấy, mình thấy mình và họ đang ở trong một buổi vũ hội và cả hai cứ nhảy nhảy quay quay ở trên cái sàn nhảy ấy. Và cái người đấy còn nói chuyện mình cơ, người còn bảo là ừ thôi không sao đâu, dù ở kiếp nào thì người cũng sẽ đi tìm mình, bọn mình sẽ gặp lại nhau thôi ấy. Together.